buồn không ai nữa em về. Nãy có ba anh đồng nè. Giờ không có ai. Mắc cỡ quá. Người ta chơi xong rồi người ta bỏ. Hôm em đuổi xong luôn cho em vô. Không cho nữa. Dạ thưa mọi người, đây chồng của em. Ê da, trời ơi. Nói chồng thôi mà làm gì. Trời ơi, nói chồng nó không chịu nó. Không có đâu, nói chồng nhưng mà người ta cũng biết mày làm boss mà, chứ không ai mà lấy mày làm chồng đâu. Nghe lấy nó làm chồng nó quýnh em á. Trời ơi, nó tháo tóc giả mà đau quá. Dạ, ấy á. Gõ gàng nằm đầu. Dạ đây, anh Tiến này. Đây là Tiến dâm âm dược sĩ Đảm Đang. Dạ, là chồng một. Là chồng quá khứ. Là chồng quá khứ. Còn đây, Tiến này là Tiến mập, Tiến make up, là chồng hiện tại. Còn đây, đây, Trà Mu, người mẹ của Dị Lai. Người mẹ của Dị Lai. Còn đây, người chồng sắp cưới Hường. Chồng sắp cưới Hường nha. Chơi hoài. Còn tiền nạp game không? Còn tiền nạp game không? Hết rồi nè, lấy đi nè. Bán đi rồi đi mua game rồi chơi với người ta. Chơi rồi đồ nó mới ra có mua chưa? Bộ đồ cả triệu bạc đó, cầm rồi đi mua đi nha. Dễ thương quá. Chơi game á. Sợ không á, không có tiền mua mấy cái con game mới á. Một con cả triệu bạc. Nhớ mua nha không? Hết tiền nói em gửi cho em nha. Dễ thương quá à. Nhà ở đâu vậy? Ra đi. Tao mới chu đó. Nhắm chu lại được thì nói chuyện. Chu lại không? Có chu không? Không có chu thì đi ra má. Ủa chu mà có được ngủ đâu mà chu chi. Em gửi anh này luôn, anh thích không? Biến. Không, mình cứ nhận đi, em mình cứ nhận đi rồi sau đó. Thớ nè, thớ nè. Đi. Rồi, anh ghen nè. Hôm nay em chơi đồ. Đồ của em cho tao hết rồi hả? Đồ của anh lấy gì? Không, người ta người mới. Anh cũ, anh xài rồi. Còn gì không, đưa cho anh đi. Em còn gì hả? Còn Migo nè. Của một YouTube. Migo mới mua 5-6 triệu luôn. Thiệt. Của ai YouTube? Của ông trên thì có Migo mới 5-6 triệu rồi. Cho luôn. Giờ còn gì nữa đâu. Cầm liền. Lấy không đi. Bà 8 triệu. Vô tới luôn rồi kìa. 8 triệu rồi. Kim Migo 8 triệu. 8 triệu. Gọi này làm gì? Đem về tối gọi video. Xét mẹ là không được rồi. Xét nghiệm HIV chưa? Chưa hả? Không. Hay lấy gì đây? Há miệng ra cái miệng của mình. À Tiến, anh bán rẻ lại cho ai đi? Ê, bán rẻ lại. Ủa, thì bây giờ cho anh ta rồi anh ta cho tôi rồi. Ủa, chuyện với tôi chợ. Cho một chi. Tại sao? Ai biểu mê trai cho một chi rồi người ta cho tôi rồi. Ủa? Đam mê trai chẳng lấy mê bà. Ủa, tôi cho ảnh để cho ảnh tiếp sức cái niềm đam mê chơi game. Ờ, nhưng mà ảnh cho tôi. Có cho không hay là giật? Anh đưa hay nó giật? Đưa đúng không? Đưa tự nguyện. Ừ. Đồ cái thứ ăn cắp ăn trộm, đồ cái thứ ăn giật, đồ cái thứ bóng mà xảo trá, bóng mà giật đồ người ta. Trời ơi, đồ quỷ đồ ma. Bóng quỷ bóng cà na. Bóng quỷ. Bóng đâu mà đi giật đồ. Bao nhiêu cái chuyện đàng hoàng không làm, đi làm giật đồ. Dẫn em đi làm ăn gì thôi chết rồi. Trời ơi, mình là phải sống đàng hoàng đúng không anh? Em quý anh, em tặng cho anh mấy cái này thôi chứ có gì đâu. Đúng không? Mình là mình quý nhau, mình đến với nhau vui vẻ vậy đó. Chứ ai như bà nói miệng không mà má ơi, không có đến gì được với người ta hết trơn á. Đâu mặt đi. Đâu mặt đi. Bye bye mọi người. Em về nha, em thả nha. Đây. Alright, em về. Hung cái về nè. Hung cái cho tiền. Hung cái cho nhiêu. Tiền. Muốn nhiêu cho nhiêu. Thiếu không? Đợi đây hung cái. Mày. Trời ơi. Còn có dính son không mới được. Có dính không? Dính nha. Ừ. Vậy đó. Dễ thương. Lại. Cái gì? Dính hung lại. Cái gì? Dính hung lại. Anh làm gì em vậy tí? Trời ơi. Làm gì em nhở? Anh làm gì em nhở? Làm gì em nhở? Làm lỗi đi, làm hồi nãy em chưa cảm nhận được. Làm lỗi đi. Làm lỗi. Đàn ông dễ dàng.
thấy người ta hùng lạ. Đồ thứ đàn ông dễ dàng. Đừng có ăn cắp điện thoại anh nha. Đi về. Về chở ấm về. Bữa nay không có chạy xe. Tối nay cho em ngủ lại. Được không? Thề đi. Đi. Tối nay cho ngủ lại. Được. Thề đi. Thề. Ok về. Về cứ làm ơn. Về. Đồ tiền. Về nha sếp ơi. Cảm ơn em. Dạ, bye bye sếp. Về đâu? Về nhà em nè. Đồ này của ai? Đồ em. Đồ em hả? Mẹ. Trời ơi. Khốn nạn vậy trời. Ôi ôi là trời. Trời ơi là trời. Trời ơi. Giống như bị đuổi. Đuổi khỏi nhà. Trời ơi. Xong thiệt rồi hả? Xong thiệt rồi má. Về má. Về đi. Đi về đi ăn nè. Đây là bàn thờ tổ nghiệp của nhà thiết kế áo dài Đinh Bách Đạt. Đinh Bách Đạt có mọi người cũng là một nhà thiết kế rất là nổi tiếng. Bàn thờ tổ nghiệp của anh. Cảm ơn mọi người nha. Nhớ like và subscribe kênh, nhấn cái chuông nha quý vị nha. Bye bye. Bây giờ quan trọng là ở ngoài quán cà phê còn không? Còn quán cà phê còn mở cửa không? Hay là mình mất luôn chiếc xe? Mình mất luôn chiếc xe luôn hả? Mất tiền tính luôn vàng xe. Trời ơi. Vậy he. Vậy he. Ý. Đôi dép nãy bỏ đâu rồi? Dép nãy bỏ đâu rồi? Ở đây. Có gì vậy? Ở đây bao nhiêu anh thấy ở đây nhiều người đẹp quá hả? Vậy anh ở lại đi kìa, quay trọng. Quá trời người ở trọng kìa. Vậy anh ở lại. Mày làm gì mày chạy? Đợi tao biểu. Nó bỏ chạy rồi, nó sợ em. Hồi nãy tại vì nó thấy em lúc đầu em dẫn nó vô toilet á, cái xong rồi em dẫn tiếng kia vô cái nó ghen á, nó giận em. Sau em dẫn luôn con chà mi vô nữa, giận em luôn. Giận rồi về sao giờ trời? Thì chắc nó đi về rồi, chắc em bắt gáp em về chứ giờ ai đưa em về. Buồn quá. Buồn. Không ai đưa em về. Nãy có ba anh rồi nè. Giờ không có ai. Mắc cỡ quá. Người ta chơi xong rồi người ta bỏ. Nhà chồng em luôn. Chồng em đuổi luôn cho em vô. Không cho nữa. Tiến. Về Tiến. Về. Tiến về nè. Có tiếng hát kìa. Trời ơi, ai bỏ em? Bỏ tôi luôn. Để tôi xách đồ gì đó. Đi. Con gì á? Con Bi đâu? Đâu có đâu biết. Bi về trước rồi mà. Rồi nè, xách đồ cho anh đi. Đứng đợi. Ủa là làm sao? Là cuối cùng giờ đồ tôi cũng đâu có ai xách, tôi cũng phải tự xách mà nó kêu phải xách đồ cho nó nữa. Trời ơi. Chết rồi rồi sao trời? Rồi con Quách Yến Nhung đâu? Trời, nãy không biết có về sớm không? Hình như con Bi Tây nó về hả? Không,